phố Thanh Liên xin đi chào khách. Đây là buổi sáng ngày 17 tháng 7 năm 2017, Thanh Liên đang tắm vôi một số sản phẩm cho khách hàng ở Hà Nội. Một chiếc sập vụ thập điệu quần mai và một chiếc sập thờ mai điệu công vụ. Đây là bốn chiếc chân sập vụ thập điệu quần mai của chú Mạnh ở Hà Nội, và bộ sập vụ thập điệu quần mai và một chiếc sập thờ gỗ vụ của anh Trung. Hai khách hàng đã về ký duyệt mộc và hôm nay chúng tôi cho tắm vôi hai sản phẩm này để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Toàn bộ các cái sập thờ như là bộ thang ghế rất là dày và chắc chắn, bởi thang rất là to, so với chợ rất nhiều. Cái mặt ván thì bây giờ 2 phần động và bên dưới có 7 cái thang rất là phục để hàng tạm nên cũng không bao giờ sợ lún với cả vọng. Thì mình cứ xem là chúng tôi đang tắm vôi hai sản phẩm, một chiếc sập vụ thập điệu quần mai và một chiếc sập thờ mai điểu